Tâu chúa thượng, lương thực trong kho đã bắt đầu sắp cạn, xin tâu trình cho bệ hạ liệu lo. Yên quân sư ơi, ngoài thành thì quân triệu phủ dây dương quay dịu dọ, trong thành thì đã hết tương cự đương, lương thực cạn dần, ta đành cam thục thủ vô phương. Ôi trời chẳng tựa, ắt tề đành tuyệt quốc. Tâu bệ hạ, thần đã xem ngôi thiên tượng, thấy dẫn tề vẫn còn có thể khởi hưng. Thần xin ra đi cầu diện một bậc anh hùng, đủ tài lực cứu nguy tề quốc. Nhưng muốn vượt cả thoát ngã khỏi ngã trùng này, thần đây phải ngã ra đi. Hiền tướng tình ấy là ai? Thần không dám lậu cơ, trời đã ngã định xin bệ ngã hạ kiếp đi. Mối khổ nhất mới giãn toàn. Nghĩa là bây giờ bệ hạ hay truyền cho tướng sĩ đánh tối thần cho nát thịt tan da. Yên bình trọng ơi, trẫm phèn lấy cho mình kem đức, nên giữa cơn nước lửa phong ba, khanh phải vì an nguy tề quốc mà xả thân chịu ngàn đau nhục cho tan nát thân. Xin bệ hạ gạt bỏ niềm vô ái, nhỏ đừng chỉ trích tương tình. Bệnh của non sông đã đến cơn trầm kha tuyệt vọng, hãy mạnh tay dùng liều thuốc độc mà thôi. Bệ hạ đừng cho lệ vong quốc tuôn rơi, thần vẫn chỉ lên đường tìm xin lỗi. Ôi làm vua như ta thật vô cùng tuổi hổ, giáp sĩ quân hãy đánh ta 40 côn thật mạnh, nếu chẳng tan da nát thịt phải đập thêm. Trời ơi, 40 côn đập trên mình bình trong, ta nghe như thịt da mình cũng tan nát ra rời. Thịt da tôi trung nhường đầy máu đỏ, trời ơi, để tìm cho tề một nẻo sống phục hưng, ta nghẹn ngào run rẩy toàn thân, và muốn tự tận cho lòng kẻ làm vua đỡ nhục. Ôi thần đã mỉm cười trong khi toàn thân diêm nhất, bệ hạ đừng nhọc giả mến thương, xin cúi đầu từng tả quân dương. Đêm nay thần sẽ vượt tường cao ra đi, ngã cầu ngã diêm đánh anh hùng, xin từ tạ yên quân sư. Kính bẩm nguyên soái. Chuyện gì? Đêm khuya đi tuần thám, chúng tôi bắt được một tên tề vượt thành cao để trốn ra ngoài. Bọn tôi sẽ dẫn vào đây cho nguyên nhung liệu đinh. Ngước mặt lên! À! Quân sư yên anh, sau nửa đêm vượt tường cao chân trở, ắt muôn sang dinh chuyện để thăm dò quân tình. Giáp sĩ! Khoan khoan, xin nguyên nhung ấy nhìn xem thân hình bình ở cầm roi đòn nát thịt tan văng, bởi tề dương vô đạo không nghe lời khuyên can, binh tướng cạn lương nên đầu triệu cho rồi, hắn đánh tôi xương thịt tơi bời. Nghiệp tề đã đến hồi mát dần, anh mới khiến vua tề phủ rải yên anh. Đêm tương ngộ sinh dân cây mọn, yên anh này sẽ trở lại lâm tri, gạt lão dương đầu triệu thì đàm thành không đánh cũng tan. Được rồi, ta tin lời bình trọng, quân sĩ mau thắng ngựa cho bằng hữu ta lên đường.
xin hẹn ngày tương ngộ quý hoàng. Dạ. Chuyện gì? Chuyện anh không đến Thanh Tri mà lại theo đường về Thương Sơn Pháp Mã. À, thôi rồi, ta đã bị thằng lùng gạt ta rồi. Ba quân tướng sĩ, mau kiếp công thành. Lòng nghe Dương suốt đôi đời giống tình, tình duyên tâm kết xe đến này vỡ tan. Buồn ân ai tưởng đâu vẹn toàn, đâu ngờ giờ đây dở dàng với người bạc tình. Người đang tâm kế mưu gian tà hơi bay, người sao gạt ta. Chung nương nương, bệ hạ đang bị liêm khoa di khổn, xin nương nương kiếp mau cứu gia giải cứu tề quốc huynh nguy. Thằng lùng quá nghiệt, ta muốn yên thân nơi địa huyệt, hôm nay cũng bị thằng quái tử đến kêu khóc để xin giải cứu cho quan gia. Chung nương ơi là chung nương. Thôi thôi đừng khóc nữa, tên quái tử yên anh nãy về cho ta yên. Ta đã cam làm hoàng hậu chiêu dương bằng những tháng năm lạnh lùng chẳng vui, hôm vui chiếc làm ban giới trăng xuông cùng sự ắt khỏi của tuyên dương. Nương nương dẫu có chín mười hờn chúa thượng cũng nên đã thương tài quốc vinh huy. Vua có tội với nương nương chứ muôn dân nào có tội, mà nương nương bỏ giữa dòng nước lửa mặt tiền bàn dì xéo cho đành. Sao số ta vẫn còn dương nợ thằng lùng nên cứ than khóc lặng nhằn. Ta nhất định rồi người hãy đi đi, dạ đi. Nương nương ơi, sao cứ nương nương hoài đừng mong thuyết phục muốn lời, tỳ nữ nào hãy đuổi hắn đi coi. Nếu nương nương chẳng thương thì thần nguyện sẽ quỳ mãi đây cho tới chết, thà được nhắm mắt xuôi tay trước giờ tề ban vào tay điệu quốc, còn hơn nhìn thấy nương nương vì giận một quân vương mà bỏ mặt cho giáng sang nghiêng ngựa điêu tàn. Và hàng giáng tề dân than khóc giữa ngây ngàn gót giặt hung tàn. Nghĩ cho cùng tội của quân vương cũng không có gì quá nặng, hành động ngông cuồng trong lúc rượu đã mì môi vẫn lấy chính là mười. Nương nương hãy nghĩ kỹ lại coi, dù sao nương nương và chúa thượng vẫn có những tháng năm dài kỷ niệm, rồi chúa thượng sẽ ra sao nghi đời một ba dương đài đó biết bao lần.
ngày thành dùng khổ nhục kế ra đi cầu diễn nương nương. Thì trong kho lương còn đủ cho quân binh dùng không đủ thôi. Xin nương nương sớm lo liệu giải nguy. Thằng quái tử quả chẳng hổ danh tướng quốc, giống lưỡi ngót ngào biển tuyết đã làm siêu giả ai da. Thân thể trước tất chẳng bằng ai, mà ngôn ngữ cao dần như nuôi tay. Lưỡi quả biên ngôn dao và lời mạnh như phong vũ. Ngàn vàng gương đau chưa chắc làm ai da rung động. Ai da nghĩ mà kinh sợ thay cho giọng lưỡi bọn văn biển. Nghĩ cho cùng vẫn quả có chín mười, nhưng thương yêu bằng ngàn vàng. Vì số nghiệp đã an bài cho thân phận ai gian. Phúc quân dương còn dài, khuyên cho nương nương siêu giả. Chứ tôi thần nào có tài chi, xin nương nương hãy nhớ cầu cứu binh như cứu lửa. Thằng lùn này nóng quá. Thôi hãy nhắm mắt để cho ta làm phép mà. Quá mây đưa người về để bái mạng lập mà công. Cha cha gió gì đâu dùng dục lỗ tai nổ lùng à, bùng à. Thần mở mắt chút có sao hung hoàng hậu à. Mở mắt té nát thay thì chịu. Ghê quá. Thánh hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, chư khanh hãy bình thân. Muôn tâu, nay đã qua hồi bính lửa, xin đèn trời soi rõ chuyện ước quan. Vậy chai nổi lửa đốt lãnh cung, ai mưu giết ai gia, xin thiên tử phán ra cho quần thần thẫn tường khúc chiết. Ai hậu ơi, chuyện đã lâu rồi, đôi chẳng qua là dẫn rủi, xin ai hậu hãy bỏ qua. Đến nước này mà bệ hạ còn che chở cho kẻ ác tâm. Ngự Lâm Quân, dời Đông Phi đến cho ta hỏi. Đông Phi, nghe ta hỏi. Ta với mi vốn không thù không oán, sao lại đem dạ soái lang dụng quả công tiêu rủi lãnh cung? Nếu ta uổng tử lấy ai mà phò xá tắc? Bệ hạ xin dùng thần thiếp bệ hạ ơi. Quan tôi lắm chân hậu ơi. Chả chả, sự tình đã tỏ rõ, còn luống miệng kêu quan. Võ Đa Quân, dạ, đem ra góc trường hành quyết. Ây hậu ơi, hãy vì trẫm mà dung tha cho Đông Phi nhất phen lầm lỗi. Nay hậu đã tai qua nạn khỏi, hãy mở lượng nhiêu sanh mà thử tha cho Túy Văn một thuở sinh tồn. Đã cùng nhau thân phận hồng, xin hãy mở rộng lòng nhân mà thương người xa cơ thất thế. Được ai hậu rộng lòng dung thứ, chắc Đông Phi ngàn thờ ghi ơn. Nếu ai hậu ghi lòng để dạ, chắc người chết đi còn luốc tối ngâm sâu.
tại chánh khung. Xin mở lượng biển trời khoan dung thân quyền mà chuyến ngày xưa một lần lầm lỡ, thiếp thần còn hối hận đến ngày thân phận này còn mất rủi, mai cũng nhờ ơn chánh hầu. Nếu chẳng thấy thương tình thì mặc tình tha giết giết tha. Bệ hạ ơi, kể từ đây dính biệt nhau rồi. Ai hậu ơi, hãy vì lòng trẫm mà tha thứ cho Đông Phương. Thiếp thần xin cúi lại dập mấy đầu, xin chánh hậu rộng lòng dung thứ nhất phen. Tội chết có thể dung tha, nhưng tội sống phải trừng trị để làm gương cho kẻ khác. Nữ Lâm Quân, đánh Đông Phi 40 trưởng. Mẹ ơi, chết thần thiếp rồi bé à. Thiếp thần xin dính biệt Đông Phi. Đông Phi, Đông Phi ơi, nàng đã dính biệt cõi dương trần, ôi lòng trăm xót đau. Nghĩ giận thay như ta đây, một đấng quân vương mà chịu cúi đầu tấm lòng đau buồn. Nhìn nàng thịt nát xương tan, ôi máu lệ tuôn tràn. Nhìn nàng giả luôn xôn xao. Đông Phi, Đông Phi. Hang thăm thẳm hơi sông lên lạnh buốt, đã ba ngày rồi ai hậu tham địa quyệt chẳng thấy tâm hơi. Ai thế ơi, nàng có bề nào tâm mất đi một cột trụ trong trời, ta lo quá. Y kìa, dây rung kìa, quân sĩ mau kéo lên coi. Trời ơi, quỷ quỷ lương lương bị quỷ ăn thịt hết rồi. Trời ơi, nghe dây động quả nhân mừng vô kể, chung nương đâu mà chỉ thấy một giai nhân. Trời ơi, quỷ nó cũng khôn, ăn thịt nương nương mà còn biết rõ bệnh quân dương, biên mỹ nữ để cho quân dương theo òn ỉ. Yên quân sư đừng nghĩ quấy. Ủa, mà nàng đâu rồi? Tâu chúa thượng, nàng vừa lên khỏi hang sâu là nàng bỏ đi một nương, chẳng thèm nhìn sau ngó trước. Một nhan sắc thiên kim, ta nào ham muốn đâu nào, ta chỉ một lòng thương xót chung lương, mất nàng như mất nửa giang sơn. Ai thế ơi, vẫn tề ắt là mệnh tuyệt, nên thiên quỷ mây mà triều. Yến quân sư ta đã nát ruột gan rồi, sao quân sư cứ cười mỉm chi? Thành cuối nghe xin chúa thượng ái yên lòng, gắn đón nghe chờ tin vui. Muôn tâu, sau cơn gió lặng, chúng tôi lượm được mảnh hoa tiên kính trình quân vương tường lãm. Đâu, quân sư hãy đọc cho quả nhân nghe coi, gì kỳ lạ vậy? Trung Quốc hậu dưới hang sâu đà cõi lốp mơ, nếu còn thương xin tề chúa đến thương à sao. Ừ.
tân hoàng tộc. Trời ơi, vợ chồng đã biết bao ngày chăn gối, ba bốn mặt con rồi còn nói chuyện du à quê. Trung hậu giờ đây đẹp như tiên, vàng ngọc nào có kể à gì. Quân sư hãy gắng giúp ta cưới nàng cho tròn ân hậu.